gắng hoàn thành cho các anh chị trong 4 đến 5 buổi nha các anh chị ha. Là từ đây đến thứ sáu thì chúng ta sẽ hoàn thành 24 phụ âm. Do cái phụ âm á các anh chị, nó đọc nó về về khi mà phát âm á các anh chị, nó sẽ đọc khó hơn nguyên âm rất nhiều. Right. Cái vị trí đặt để của các cái bộ phận phát âm của mình nó sẽ phức tạp hơn nguyên âm. Right. Tuy nhiên, cái phần nguyên âm thì nó cũng có một cái sự rất, nó cũng đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong việc giúp chúng ta là hiểu nghĩa của từ. Thì các anh chị đọc phần nguyên âm bắt buộc nó phải chính xác. Rồi, phần phụ âm thì các anh chị, thực ra thì phần phụ âm nó cũng như vậy, các anh chị mình đọc cái độ chính xác cao thì cái âm đó, thì cái từ đó người nghe nó sẽ càng hiểu chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ có qua phần phụ âm. Ở đây phụ âm á các anh chị thì nó sẽ được chia ra làm hai loại. Right. Chúng ta sẽ có hai loại phụ âm. Phụ âm loại đầu tiên người ta ghi là use your voice for some consonant sounds. Có nghĩa là sử dụng cái tiếng của mình để tạo ra những cái âm này. Nghe các anh chị, thì chúng ta sẽ có những âm sau đây. B, D, G, V, Z, W, Ö, Ö, M. Âm mũi nghe các anh chị. M, N, N, J, Y, R, L. Đó là những âm mà chúng ta cô các anh chị nghe cô phát âm nó ra thành tiếng. Và chúng ta sẽ có một dạy âm là chúng ta không sử dụng cái dây thanh âm của mình để tạo ra tiếng nghe các anh chị, mà chúng ta chỉ sử dụng cái hơi gió. Các anh chị chỉ nghe cô đọc cái hơi gió ra, ví dụ như âm rồi, đó chính là những âm vô thanh. Chúng ta gọi tiếng Việt có thể tạm gọi nó là âm vô thanh ha các anh chị. Ok, bây giờ cô với các anh chị trước khi chúng ta đi vào cái âm đầu tiên, thì cô với các anh chị cùng nhìn lại một lần nữa nha các anh chị. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa các cái vị trí cơ quan phát âm. Tại sao các anh chị? Tại vì khi các anh chị đọc sách nó mô tả vị trí cơ quan phát âm, thì các anh chị có thể đọc, các anh chị hiểu được những cụm từ này, thì các anh chị sẽ đặt để cái môi, cái lưỡi đúng vị trí thì cái âm nó mới chính xác. Hoặc là sau này một khoảng thời gian lâu các anh chị có thời gian để các anh chị quay trở lại các anh chị xem bài, thì các anh chị cũng có thể hiểu được những cụm từ này để chúng ta có thể là thực hành nó một cách là chính xác các anh chị. Như vậy ở đây người ta sẽ có từ số 1 cho đến số 12, from number 1 to number 12, tương ứng với cái 12 vị trí cơ quan phát âm của chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn hắn các anh chị. Vị trí đầu cô sẽ đọc chữ đi hắn các anh chị. Và các anh chị sẽ chỉ cho cô đó là vị trí số mấy. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn hắn các anh chị ha. Ok, các anh chị ơi nãy giờ cô có cô nói mà không biết cái âm thanh các anh chị nghe nó có được thoải mái không các anh chị? Có mượt không các anh chị? Dạ nghe rõ cô ơi. Rõ hết các anh chị. Ok, thank you everyone. Right. Bây giờ cô với các anh chị, chúng ta sẽ nhìn qua số đầu tiên, chữ A. The nose. Vậy thì nó là số mấy các anh chị? The nose. Number. Here we have the nose. This is number. Number 4. Right. Ok, cô thấy trên group chat các anh chị đánh trên group chat cũng được các anh chị ha. The nose là number 4. Next one. We have B, the back of the tongue. The back of the tongue. We have B. The back là phía sau nha các anh chị. Tongue là cái lưỡi. Như vậy phía sau của cái lưỡi sẽ là vị trí số number 9. Nha các anh chị, vị trí này các anh chị nha. Ok, thank you Mr. Lam. Exactly number 9. Next one, we have the top teeth. Top là trên hả các anh chị, teeth là cái răng trên. Vậy nó sẽ là vị trí số. Ok, you say the top teeth, vị trí
Number five. Okay, exactly. Thank you, Miss Thảo, Mr. Tiến. Next one. We hold the top lip. Top là ở trên, lip là cái môi trên. Như vậy nó là vị trí số mấy các anh chị? G. Number one. Các anh chị chính xác. The top lip là number one. E. The roof of the mouth. E. The roof of the mouth. Roof là cái vòm họng các anh chị. Ở vị trí trên đây. Vậy the roof of the mouth sẽ là vị trí số. Vị trí số. Number 7. Okay, thank you Mr. Lam and Mr. Tân. Mr. Hoàng Lan. Okay. Number 7E. The roof of the mouth là vị trí số 7. Ngay chỗ này nha các anh chị, chúng ta gọi cái này là the roof of the mouth, là vòm họng. Next one. Các anh chị có the size of tongue. Size là bên đó các anh chị, the size có S có nghĩa là hai bên lưỡi. Vậy thì theo các anh chị vị trí đó là vị trí we hold up. Number 12, exactly, number 12. Chính xác nha các anh chị, chính xác. Next one, chúng ta sẽ có the throat. Throat là ở đâu các anh chị? Là trong cái cổ họng mình nè các anh chị. Vậy là nó là vị trí số. Vị trí số. The. Nó là vị trí số 8 nha các anh chị. Chính xác. Number 8. Next one. The front of the tongue. Là phía trước của cái lưỡi là vị trí. The front of the tongue. Front là phía trước nha các anh chị. Phía trước lưỡi. Vậy thì các anh chị chọn đó là vị trí số 2. Vị trí số 2. Các anh chị nào mình chọn vị trí khác không các anh chị? H. Thật ra nó là vị trí số 10 nha các anh chị. Ok, thank Miss Tammy. Cái này front có nghĩa là phía trước thôi các anh chị. Còn số 2 là cái đầu lưỡi. Nha các anh chị. Cho nên chỗ này chúng ta là vị trí số 10, number 10. Next one. We have the tip of the tongue. Có nghĩa tip là cái đầu lưỡi nha các anh chị. Tip là cái đầu. Tongue là cái lưỡi. Vậy thì đó mới chính là vị trí số 2. Next one. We have the side tooth. Là cái răng bên đó các anh chị. Side là bên. Side tooth, răng bên. Vậy đó chính là vị trí. Đó chính là vị trí 11. Ok, thank you Mr. Lam. Good job. 11. Vậy thì cái răng này chúng ta gọi là the side tooth. The bottom tooth có nghĩa là răng dưới. Bottom tooth nó sẽ nằm ở vị trí number 6, chính xác, vị trí số 6 nha các anh chị, cái này chúng ta gọi là răng dưới. Và cuối cùng chúng ta có the bottom lip, là cái môi phía dưới, cái môi dưới. Vậy thì cuối cùng nó sẽ là number 3, right, number 3. Ok, như vậy thì đây chính là những cụm từ mô tả cái vị trí của các cơ quan phát âm. Và chúng ta sẽ, các anh chị sẽ gặp những cái cụm từ này trong những cái phần mà mô tả âm. Sau đây chúng ta sẽ có một cái số hoạt động hen các anh chị ha. Những cái hoạt động của các cái cơ quan phát âm. Và chúng ta cũng sẽ theo dõi để mai mốt chúng ta nhìn cái phần mô tả, chúng ta sẽ có thể hiểu cái hoạt động này là gì hen các anh chị. Đầu tiên, tương tự như vậy chúng ta sẽ đi qua phần A. Close your lips. Theo các anh chị, close your lips nó sẽ tương ứng với cái bức ảnh nào mô tả nó các chị, các anh chị? Close your lips. Did you say number 3? Chính xác nha các anh chị. Close your lips là number 3. Cái môi của mình đơn giản là đóng lại. Right? Là mình đóng cái môi lại. Close your lips. Tiếp theo. B. Open your lips. Mở cái môi ra. Vậy thì B của mình sẽ là number 3. Open your lips. Number 1. Chính xác nha các anh chị. Number 1. Open your lips. Mình có close your lips hard. Có nghĩa là mình đóng cái môi chặt lại, là mình mím chặt môi lại. Vậy thì nó sẽ tương ứng với bức ảnh số number 2. Great. Thank you Mr. Lam and Mr. Me. Number 2. Chính xác nha các anh chị. Vậy thì hành động này nó sẽ như thế này. Right.
Next one, touch your side teeth with the size of your tongue. Có nghĩa là chạm cái răng bên bằng hai bên lưỡi. Vậy theo các anh chị, cái mô tả nào nó là chính xác? Chạm răng bên bởi hai cái bên lưỡi, nghe là cái lưỡi của mình nó sẽ dẹt ra, nó chạm hai răng bên. Right, theo các anh chị là number, you say number 6, someone say number 5, right, someone say number 2, number 1, D là number 5 nha các anh chị. Cái lưỡi hai bên này nó sẽ dẹt ra như thế này để nó chạm vào hai răng hai bên. Number 5 nha các anh chị là chính xác. Vậy chúng ta sẽ có là number 5D. Number, chúng ta có câu tiếp theo E. Touch the front of the roof of your mouth with the front of your tongue. Có nghĩa là chạm vào cái vòm họng phía trước với cái phần trước của cái lưỡi. Vậy theo anh chị đó là bức ảnh số nào, số mấy? Vòm họng trước là vị trí này các anh chị. Right. Okay, you say number 7, chính xác. Number 7. Đấy các anh chị, số 7 nha các anh chị. Rồi các anh chị thấy cái lưỡi nè, cái phần đầu lưỡi chạm vào phía trước của vòm họng. Okay. And we have F. Touch the back of the roof of your mouth with the back of your tongue. Chạm vào phía sau của vòm họng với phía sau của cái lưỡi. Nhưng các anh chị, về cái đuôi lưỡi của mình sẽ chạm vào phía sau của vòm họng. Vậy nó sẽ là number F. Number, you say number 4. Exactly, this one. Number 4. And the last one. Push air first in your mouth. Có nghĩa là mình đẩy cái luồng không khí hướng ra miệng. Nhưng các anh chị, từ cổ họng mình đẩy luồng không khí hướng ra miệng. Như vậy thì ở nó chính là number còn lại. Number 6, các anh chị. Các anh nhìn, chị nhìn đây, cái luồng khí của chúng ta sẽ đẩy ra. Ok. Rồi, đó chính là một số mà hoạt động mà chúng ta sẽ gặp lại trong phòng tả âm. Ok. Bây giờ cô với các anh chị, chúng ta sẽ đi vào cái âm đầu tiên nha các anh chị. Chúng ta có 24 âm, cho nên chúng ta sẽ cố gắng mình sẽ học nhanh nhanh xíu nha các anh chị. Âm đầu tiên của mình chính là âm. Right. Âm này, về cái chữ này các anh chị, chúng ta sẽ đọc là pen. Pen. Chúng ta thường khi đi thi thì các anh chị, một số anh chị đọc nó là ben, là các anh chị đang đọc chữ bờ của tiếng Việt. Âm này chúng ta sẽ đọc là pen. Và cái chữ các anh chị sẽ thường, về mặt nhận diện, những cái chữ mà có chứa âm thì nó sẽ thường được phát âm là âm. Hãy các anh chị, là chính nó. Vậy thì chúng ta sẽ có một số chữ sau đây. Please, help, help, up, top, pile, newspaper. Right. Như vậy thì khi phát âm, các anh chị sẽ nhìn vào cái cơ quan phát âm sau đây. Các anh chị thấy người ta mô tả cái âm này như thế này. Listen to the sound. This is an unvoiced sound. Đây là một âm unvoiced, là một âm không có âm thanh. Đấy các anh chị, không có âm thanh có nghĩa là nó chỉ có cái hơi gió đi ra thôi. Rồi, để chúng ta tạo được cái âm này, thì đầu tiên, first close your lip hard. Có nghĩa các anh chị sẽ đóng cái môi chặt lại. Rồi, các anh chị đẩy cái không khí đi ra. Và sau đó quickly, một cách nhanh chóng, các anh chị mở cái khẩu hình môi ra để đẩy cái không khí đi ra ngoài. Thì chúng ta sẽ tạo thành âm. Được không các anh chị? Rồi, các anh chị có thể quan sát cái khẩu hình miệng của cô trước ha. Vậy thì đối với một cái âm vô thanh á các anh chị, chúng ta sẽ có thể kiểm tra âm thanh bằng cách là các anh chị để cái tay trước miệng. Nếu các anh chị thấy có một cái luồng khí nó đẩy mạnh ra cái tay của mình thì cái âm đó chính là âm vô thanh. Hoặc các anh chị có thể sử dụng một tờ giấy. Khi các anh chị đọc cái âm vô thanh thì tờ giấy này bắt buộc nó phải bị đẩy ra. Ví dụ các anh chị,
các anh chị, cái lực đẩy nó sẽ đẩy tờ giấy ra. Rồi, khi đó chúng ta đang phát âm một âm vô thanh. Right. Rồi, bây giờ các anh chị sẽ nghe thử nha các anh chị. Chúng ta sẽ nghe thử cái âm này qua cái phần phát âm mẫu. Now listen. Unit 23. P. Pen. 1A. P. 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 Up. Top. Help. Helps. Right. Ngoài ra, help cô, me. Ngoài ra các anh chị có thể theo dõi một cái video nữa về cái phát âm của cái âm này ha các anh chị ha. Chúng các anh chị có thể theo dõi, cô sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái phát âm mà cái cô người bản xứ này cổ sẽ để cái khẩu hình miệng theo phương ngang để các anh chị có thể quan sát được rõ hơn. This is a voiceless sound. You can hear it at the beginning of the word pack. You can hear it at the beginning of the word pack. Câu này có nghĩa là các anh chị có thể nghe nó khi nó đứng đầu một cái từ. At the beginning of the word. Right? Nhưng các anh chị, cái file đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các anh chị nghe. Những file sau thì cô sẽ để các anh chị tự nghe. Right? And pan. In the middle of the word copy. And happen. In the middle of the word. Có nghĩa là nó có thể đứng ở giữa một cái từ. Nghe các anh chị. Và tiếp theo. And at the end of the word hop. And at the end of the word hop. Và nó có thể đứng ở cuối cái từ. Right. Also at the beginning and end of the word pop. Also. Cũng như vậy nó có thể đứng ở đầu và ở cuối. At the beginning and end of the word. Hãy các anh chị, cái câu này có nghĩa là đứng đầu và cuối. Now you try. Listen and repeat after me. Bây giờ các anh chị sẽ nghe và lặp lại một số từ có âm. Pack. Pan. Copy. Happen. Hop. Pop. Okay. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần luyện âm của mình hả các anh chị. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có là 5 âm hả các anh chị ha. Sorry 6. Hả các anh chị, chúng ta sẽ có 6 từ. Chúng ta sẽ có 6 từ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một lượt hát các anh chị, theo hàng dọc hát các anh chị. Pin, pen, pear, cap, pop, puppy. Right. Vậy thì các anh chị sẽ chú ý những cái âm mà nó là âm cuối hát các anh chị. Nếu đi thi, nếu các anh chị muốn đạt điểm cao thì các anh chị sẽ phải phập bật âm được cái âm cuối. Pop, cap, cap, pop. Right. Right now, listen. Các anh chị sẽ nghe và lặp lại theo nha các anh chị. Now listen. Two A. Pin. Pen. Pear. Cap. Pop. Poppy. Ok. Và chúng ta sẽ có những cái câu các anh chị. Và chúng ta sẽ có những cái câu đi kèm hết các anh chị. Những câu này nó sẽ nằm trong cái đề thi của mình luôn.
À, cô phân tích những cái câu đi kèm, những cái lưu ý khi các anh chị đọc những cái câu này. It's a useful pin. Chỗ này các anh chị sẽ đọc nói qua. Nhưng các anh chị, rồi cô khi mà cô gạch dưới vậy, chúng ta sẽ thống nhất quy ứng với nhau. Khi cô gạch dưới như thế này, có nghĩa là các anh chị đọc nói qua. Thay vì các anh chị đọc is a, thì các chúng ta sẽ đọc là is a, right? Useful. Chúng ta nói là tính từ cho nên các anh chị sẽ phải nhấn âm. Chỗ nào chúng ta đọc rõ nhấn âm thì cô sẽ tô nó màu vàng. Và khi nào chúng ta đọc rõ các anh chị, từ nào trong câu chúng ta đọc rõ, đó là những từ thuộc bốn từ loại sau đây: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Những từ mà nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cái việc hiểu nội dung của cái câu. Thì chúng ta sẽ có danh, tính, động, trạng. Những cái từ đó, khi các anh chị đọc một cái câu, chúng ta sẽ phải đọc rõ, nhấn ngay chỗ những từ đó. Và ở đây chúng ta có useful là tính từ. Chúng ta nhấn âm tiết số 1 và chữ pin là danh từ. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ phải đọc rõ. Is, chỗ is, các anh chị sẽ đọc nhẹ thôi. Nhưng chữ useful pin các anh chị phải đọc rõ. It's a useful pin. Next one. Ở đây chúng ta có hai từ cho nên cả hai chúng ta đều phải đọc rõ giống nhau. Pen, please. Pen, please. Next one. Look at. Chỗ này chúng ta sẽ hay gì các anh chị đọc là look at. Thì nghe nó không có mượt. Khen các anh chị chúng ta sẽ đọc nói qua. Look at. Look at. Look at. Và ở đây là động từ cho nên chúng ta sẽ đọc rõ. Look at the yellow pear. Yellow là tính từ, cho nên chúng ta sẽ nhấn. Pear là danh từ, cho nên chúng ta sẽ nhấn. Look at the yellow pear. Right. Tương tự, is on, thì các anh chị sẽ đọc nói qua là is an old cap. Right. Ở đây chúng ta có old là tính từ, cap là danh từ, cho nên chúng ta sẽ đọc rõ. It's an old cap. Next one. Water. Chỗ này, water. Water lollipop. Lollipop. Đây là tính từ. Nhấn các anh chị và pop là danh từ, cho nên các anh chị sẽ đọc rõ ngay chỗ tô cô tô vàng. Và chỗ cô gạch dưới là chúng ta sẽ đọc nói. Đây là câu hỏi yes, no, cho nên các anh chị sẽ lên giọng ở cuối câu. Do you like poppy? Do you like poppy? Lên giọng nhé các anh chị. Và like, puppy, lên giọng ở cuối câu. Nhấn. Right. Đó là một số lưu ý. Bây giờ các anh chị sẽ nghe lại và chúng ta lặp lại theo giúp cô. Now listen and repeat. 2B. It's a useful pin. Pen, please. Look at the yellow pear. It's an old cap. What a lively pup. Do you like Poppy? Okay. Right. Ở chỗ này hiến canh chị. Ở chỗ này vậy thì đối với cái âm đối với cái âm chỗ này các anh chị có gặp khó khăn gì không các anh chị? Right? Any questions for this sound? Các anh chị có vấn đề gì khó khăn đối với âm này không? You can share. Okay, bây giờ các anh chị cũng vào khá đông đủ hen các anh chị, thì cô cũng thông báo với các anh chị luôn cái phần thi của mình nó sẽ như thế nào. Bây giờ cô sẽ gửi cho các anh chị cái phần file cái phần file tài liệu nha các anh chị. Bây giờ cô sẽ gửi cho các anh chị hai cái đề luyện tập. Cô gửi tí xíu nữa. Cô gửi cho... Rồi cô gửi qua bên group chat luôn hén các anh chị. Rồi, cô gửi ở đầu khóa luôn. Không có gì để giấu các anh chị. Hai đề luyện tập này chính là hai đề thi của các anh chị. Rồi, đó là hai đề thi. Tuy nhiên, họ mình không để đề thi được cho nên là cô để đề luyện tập. Quan trọng là các anh chị luyện tập thế nào thôi, cho nên cô cũng không giấu đề. Rồi, cái phần luyện tập đó là hai cái đề luyện tập.
Và trong cô sẽ tập trung, cô sẽ ôm cho các anh chị các cái cặp âm và phát âm cho thật chính xác các cái câu cũng như là một vài cái conversation ngắn trong cái đề luyện tập đó. Nghe các anh chị. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ có hai cái đợt thi, nghe các anh chị, một cái thi giữa kỳ và một cái thi cuối khóa. Thì hai cái đề luyện tập này chính là hai đề thi cuối khóa của các anh chị. Và giám khảo sẽ chọn một trong hai và có thể sẽ chọn mỗi một cái đề luyện tập như vậy nó sẽ có 10 cái test nhỏ. Thì giám khảo sẽ chọn một cái test ngẫu nhiên cho các anh chị hoặc là bốc thăm hoặc là các hình thức như thế nào đó là tùy vào thống nhất của cái ban coi thi hôm đó nha các anh chị. Vậy thì một trong hai đề này sẽ được đi thi vào cuối khóa. Rồi, cô nguyên tắc cô sẽ gửi về đề hai đề về trường. Còn việc đề nào là bên trường sẽ chọn nha các anh chị. Còn thi giữa khóa, thi giữa kỳ thì cô sẽ là người trực tiếp chấm nha các anh chị. Như vậy do lớp chúng ta quá đông cho nên cô không thể nào mà có thời gian mà gọi từng anh chị, 200 anh chị để mà chúng ta thi giữa kỳ. Cho nên phần thi giữa kỳ chúng ta sẽ thống nhất như sau. Cô sẽ nhờ các anh chị gửi về cho cô một cái video. Các anh chị sẽ chọn một cái cặp âm mà trong suốt quá trình học các anh chị cảm thấy tự tin nhất, cô cho các anh chị chọn luôn. Các anh chị chọn một cái cặp âm các anh chị mà các anh chị tự tin nhất, các anh chị đọc khoảng một phút là hết rồi. Các anh chị đọc cặp âm đó và các anh chị ở chỗ lớp của mình có ở chỗ lớp trưởng nha các anh chị ha, để cô nhờ ở chỗ anh chị lớp trưởng hoặc anh chị nào trong lớp tiện thì sẽ nhận cái đường các anh chị sẽ gửi lên cái try đó để anh lớp trưởng có thể chuyển về cho cô thì cô sẽ chấm điểm nha các anh chị. Vậy thì cái thời gian của các anh chị cũng rất linh hoạt và cái nội dung các anh chị cũng linh hoạt, các anh chị được quyền chọn cặp âm nào các anh chị yêu, các anh chị cảm thấy tự tin. Rồi. Vậy thì các anh chị có còn thắc mắc gì về cái phần thi giữa kỳ và cuối khóa không các anh chị? Any questions? No. No. Okay, it's clear to you. Right. Vậy thì chúng ta bắt đầu tiếp tục làm việc nha các anh chị. Chúng ta sẽ qua một cặp âm thứ hai. Okay, great now. Cái âm số 2 này chúng ta sẽ đi kèm với âm số 1 để nó trở thành một cặp âm. Chúng ta sẽ thi âm theo cặp, hẹn các anh chị. Chúng ta sẽ không thi âm lẻ mà chúng ta sẽ thi theo cặp. Giống như lúc học kỳ 1 các anh chị thi vậy đó. Rồi, chúng ta có cái âm tiếp theo. Đó là âm B. B. Vậy thì các anh chị thấy chữ này nó giống với tiếng Việt không các anh chị? B. B. Nó gần giống với tiếng Việt cho nên thường chúng ta sẽ không sai chỗ âm này, hẹn các anh chị. Âm này nó sẽ nằm về mặt nhận diện thì nó chính là nó luôn trong các cái từ. It's the beginning of the words. Nó có thể đứng đầu. Nhưng các anh chị nó có thể đứng giữa hoặc at the end of the word. Hoặc nó có thể đứng cuối cái từ như thế này. Backpacker, bags, bean, bus, cab, backpackers, backpacks. Right? Như vậy thì chỗ này các anh chị có thể nhìn cái âm này. Tuy nhiên chúng ta nhìn lại cái cấu hình phát âm một lần nữa nha các anh chị. Đầu tiên chúng ta sẽ phải luyện tập cái âm. Nha các anh chị. Sau đó thì cái âm này. Sau đó thì các anh chị sử dụng cái tiếng, cái voice, cái dây thanh âm của mình để tạo ra âm. B. B. Được không các anh chị? Như vậy hai âm này về mặt phát âm nó sẽ giống nhau. Môi chúng ta sẽ miếm lại bật âm ra. Các anh chị về cấu tạo, về cái cơ quan phát âm hai âm này là một. Nhưng các anh chị, tuy nhiên nó chỉ khác nhau ở chỗ một âm là vô thanh. Các anh chị chỉ nghe hơi gió. Và âm này là âm hữu thanh. Các anh chị sẽ nghe cái tiếng b, b. Các anh chị, và âm hữu thanh các anh chị sẽ kiểm tra bằng cách nào? Các anh chị để tay lên trên cổ. Các anh chị đọc b, b. Các anh chị sẽ nghe cái cổ của mình nó rung á các anh chị, vị trí này nó sẽ rung. Lý do là cái dây thanh âm mình nó tạo âm thì nó sẽ rung. Đến các anh chị. Rồi, và chúng ta sẽ không cảm nhận được có cái hơi gió đi ra. Đến các anh chị. B, b. Đến các anh chị thì không có hơi gió đi ra và chỉ có cái tiếng thôi và cái dây thanh âm đây nó sẽ rung. Ok, đó là cách phân biệt âm hữu thanh và âm vô thanh. Right now, listen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nha các anh chị. Now listen. Unit 24. B. Baby. 1A. B. B. Là người ta đang phát âm âm này nha các anh chị. Cái âm mà chúng ta học vừa rồi đó. Rồi 1A là người ta đang đọc cái âm này. Đọc tới đâu cô sẽ tô cho các anh chị theo dõi ha. 1B. B. 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 1C. B. 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 1D. Job. Jobs. Cab. Cabs. Verb. Verbs. Ok. Bây giờ cô với các anh chị cùng nhau xem cái phần so sánh âm giữa hai cái âm này ha các anh chị. Vậy thì hai âm này chúng ta sẽ theo dõi cái phần so sánh âm như sau. Similar sounds có nghĩa là những âm nó gần giống nhau, nó tương tự nhau về cách phát âm á các anh chị, thì người ta sẽ xếp nó thành một cái cặp, gọi là một cái minimal pairs. For speakers of some languages, it may be difficult to tell the difference between this voiceless sound and its voiced partner, which you can hear at the beginning of the word back. Listen carefully to hear the difference. For each example, I shall say the word with the voiceless sound first. Pack, back, punch, bunch, pump, bump, pull, bull. Could you hear the difference? Now let's look at the difference. Watch the piece of paper. Pack, back, punch, bunch, pump, bump, pull, bull. Did you see the piece of paper moving? The big puff of air forces the paper to move, and you can feel that with your hand. Pack, back. Now you try. Let's go through the words again. Listen and repeat after me. Pack, back, punch, bunch, pump, bump, pull, bull. Okay. Okay. Right now, we back to our pair. Right. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cặp âm đầu tiên hả các anh chị ha. Okay, number one, sound number one and sound number two. Rồi, bây giờ các anh chị sẽ có phần so sánh âm giữa âm. B. Pin, bin, pen, ben, pear, bear, cap, cap, pup, pup, puppy, bubby. Rồi, bây giờ ở đây các anh chị sẽ có một phút để các anh chị sẽ đọc qua các cái cặp âm này theo hàng ngang. Sau đó cô sẽ bật lại cho các anh chị nghe và lặp lại. Okay, you have 1 minute to read. Two A. Okay, now listen and repeat. Bây giờ các anh chị sẽ nghe và lặp lại nhé các anh chị. Pin, bin, pen, ben, pear, bear,
cab. Pop, pub. Poppy, Bobby. Các anh chị để ý nha các anh chị. Các anh chị đọc không cần nhanh, nhưng chúng ta cần chính xác. Bởi vì các anh chị, ví dụ như trong phần listening, speaking chẳng hạn, thì nó sẽ đòi hỏi các anh chị là chúng ta phải đọc cho nó mượt. Các anh chị tốc độ nó cũng phải vừa phải, chứ không được quá chậm, thì nó sẽ giống như ngập ngừng. Còn ở đây các anh chị đang, ở đây chúng ta đang học pronunciation, cho nên nó sẽ đòi hỏi về cái độ chính xác hơn là độ nhanh. Ở đây nếu như các anh chị đọc nhanh thì những cái âm đuôi, cái final sound, các anh chị sẽ bị mất hết, là chúng ta sẽ bị trừ điểm. Ví dụ như ở cặp này nha các anh chị, các anh chị phải đọc rất là rõ cab và cab, cab, cab. Right. Các anh chị thấy không, các âm đuôi nó rất khó đọc. Cab, cab. Right. Một cái là các anh chị chỉ nghe hơi, một cái các anh chị có nghe tiếng nhỏ trong đó. Right. Như vậy, tương tự như vậy, cái cặp âm này các anh chị cũng sẽ lưu ý hop, hop, hop và hop, hop. Các anh chị, nó sẽ hơi hơi, nếu mà chúng ta luyện kỹ thì chúng ta sẽ thấy nó khó các anh chị. Right now, chúng ta sẽ nhìn những cái câu đi kèm các anh chị. Đầu tiên chúng ta sẽ có, do là lúc nãy chúng ta đã phân tích bên đây rồi, cho nên bây giờ bên đây chúng ta sẽ tương tự như vậy mà chúng ta phân tích nha các anh chị. Is a, nói qua. Useful been, chúng ta sẽ nói, đọc nhớ nghe chỗ useful và chỗ chữ danh từ đó là been. Nha các anh chị, danh từ chúng ta là been. Sorry các anh chị là nó bị mã quá hình ảnh cho nên là cô không tô hết được. Next one, bam please. Vậy thì các anh chị thấy có hai từ cho nên chúng ta đều phải đọc rõ nhấn mạnh. Next one, chúng ta sẽ nhấn mạnh động từ look. Yellow, tính từ, nhấn âm tiết đầu tiên. Bear, danh từ, đọc nhấn mạnh luôn. Và ở đây chúng ta sẽ đọc nói qua chỗ này, look at. Look at the yellow, look at the yellow bear, right? Look at the yellow bear. Next one, owned, là tính từ, cap là danh từ, cho nên chúng ta sẽ đọc nhấn mạnh. Và chỗ này chúng ta sẽ đọc nói âm qua is an owned cap. What, chỗ này chúng ta sẽ đọc nhấn mạnh. Lively là tính từ, chúng ta nhấn ngay âm tiết đầu tiên. Pub là quán rượu của các anh chị, right? Chúng ta cũng sẽ nhấn. Vậy chúng ta có thể đọc là what, đọc nói qua các anh chị. What a lively pub. Do you like Bobby? Chúng ta sẽ đọc nhấn like and Bobby lên giọng. Do đây là câu hỏi yes, no. Right? Okay, now listen and repeat. Các anh chị sẽ nghe và lặp lại. To see. It's a useful pin. It's a useful bin. Chúng ta đang đọc hai cái câu hàng ngang tương ứng với nhau nha các anh chị, để các anh chị thấy sự khác biệt. Pen, please. Pen, please. Look at the yellow pear. Look at the yellow bear. It's an old cap. It's an old cab. What a lively pup. What a lively pub. Do you like Poppy? Do you like Bobby? Rồi, cặp âm này do các anh chị, do là chúng ta học đến 24 âm và chúng, như cô nói từ đầu đó các anh chị, chúng ta không có nhiều thời gian. Nhưng mà cô cũng muốn mời một hai anh chị, đối với những cặp âm gì cô sẽ mời một đến hai anh chị, các anh chị có thể đọc lại thử cặp âm này. Và nếu mà cô mời các anh chị thì cô sẽ chấm điểm luôn giữa kỳ cho các anh chị. Rồi, nếu các anh chị hài lòng với số điểm đó thì các anh chị khỏi gửi video giữa kỳ về cho cô nữa. Nghe các anh chị ha. Vậy có anh chị nào mình xung phong mình đọc cái cặp âm này thử không các anh chị? Các anh chị sẽ đọc pin, bin. It's a useful pin. It's a useful bin. Chỗ này các anh chị sẽ đọc ngang ngang từ trên xuống dưới giống như cô vậy. Ok.
Ready? Rồi, các anh chị nào xung phong không các anh chị? No? Ok. Ok, cô mời ở chỗ anh Võ Hoàng Tân. Cô mời anh Võ Hoàng Tân. Ok, you raise your hand? No. Hello, teacher. Hi, Mr. Tân. Dạ, em xin phép đọc ạ cô. Dạ. Pin. Pin. It's a useful pin. It's a useful pin. Pen. Pen. Pen, please. Pen, please. Pear. 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 Look at the yellow pear. Look at the yellow pear. Cup. Cup. It's a no cup. It's a no cup. Pop. Pop. What a lollipop. What a lollipop. Puppy. Puppy. Do you like puppy? Do you like puppy? Okay, thank you. Thank you, Mr. Tân. Rồi, cảm ơn ở chỗ anh Tân. Mình đọc cái âm này rất là ổn, rất là chính xác các anh chị. Rồi, do là các anh chị, cái khẩu hình miệng của mình nó chưa có thể là linh hoạt được, do mình ít đọc các anh chị. Cho nên là ở chỗ này, anh Tân mình chỉ cần mình luyện, mình đọc thường tí xíu nữa thì mình cái âm của mình nó sẽ linh hoạt hơn, nghe nó sẽ hay hơn. Nhưng mà về mặt chính xác, về mặt phân biệt được cái âm này thì mình làm tốt. Ok, cô cảm ơn ở chỗ anh Tân. À, cô mời một anh nữa nha, cô mời ở chỗ anh Nguyễn Bá Đạt. Dạ, em chào cô ạ. Ok, chào anh này. Dạ, em xin phép đọc ạ. Pin, pin. It's a useful pin. It's a useful pin. Pen, pen. Pen, please. Pen, please. Here, beer. Look at the yellow pear. Look at the yellow pear. Cup. Cup. It's an old cup. It's an old cup. Pop. Pop. What a lively pop. What a lively pop. Puppy. Puppy. Do you like puppy? Do you like puppy? Okay, thank you. Rồi, cô cảm ơn chỗ anh Đạt. Ở đây cái âm này nè, cô thấy âm p, b. Khi nó đứng đầu từ mình làm rất tốt anh Đạt. Nhưng khi nó đứng ở cuối từ thì có thể nó hơi mình hơi gặp khó khăn tí xíu. Nhưng mà cô nghĩ là anh Lạc luyện tí xíu nữa thì mình sẽ xử lý được cái chỗ ở phần cuối từ này. Tuy nhiên ở đây mình có chỗ này nữa nha anh Đạt. Cái phần mà nguyên âm á, cái chỗ này âm này chúng ta không đọc là peer, mà chúng ta sẽ đọc nó là pear. Và bên đây tương ứng chúng ta sẽ đọc nó là bear, các anh chị, pear, bear. Và chỗ này chúng ta sẽ đọc không phải là lively mà sẽ là âm I, lively, lively, right, lively. Ok, và các anh chị, nhưng mà các anh chị đã làm rất là ổn cái cặp âm này. Ok, sorry các anh chị, còn một vài anh chị nữa giơ tay thì cô sẽ xin phép mời các anh chị trong cặp âm tiếp theo ha các anh chị ha. Bây giờ cô với các anh chị cùng nhìn thử qua cái đề thi nha các anh chị. Cái đề thi của mình, như vậy thì các cặp âm nó sẽ nằm trong cái đề số, nó sẽ nằm trong cái test 1 của cái phần đề thi cuối khóa. Cô đã, như cô mới gửi cho các anh chị, các anh chị nào vào sau thì các anh chị có thể, anh chị nào có thể chia sẻ qua bên group lớp của các anh chị, bên Zalo gì đó để các anh chị khác mà hôm nay không có học, các anh chị có thể đeo về chuẩn bị. Hoặc là hôm sau các anh chị có thể là các anh chị in cái file này ra để trong khi cô giới thiệu cái phần đoạn hội thoại bên dưới á, có chỗ nào các anh chị cần ghi chú á, thì các anh chị ghi chú lên đó để mai mốt chúng ta ôn bài cho nó tiện. Để tránh một khoảng thời gian rất là lâu chúng ta quay lại ôn bài thì các anh chị sẽ quên bài. Rồi, cái conversation này đó các anh chị, nó có trong cái file sách mà cô gửi cho các anh chị. Nó rất là do đi thi cô để tạo điều kiện cho các anh chị đi thi tự tin hơn. Thì trong cái phần conversation này cô cắt lại chỉ có 5 câu thôi để cho các anh chị luyện tập thôi các anh chị. Như vậy thì khi đi thi, các anh chị sẽ thi, các anh chị sẽ có hai phần. Phần 1 các anh chị sẽ đọc,
cái từ rồi và những cái câu đi kèm giống như cô vừa phân tích và chúng ta vừa đọc với nhau lúc nãy. Phần 2, các anh chị sẽ đọc một cái conversation. Thì khi các anh chị đọc conversation, các anh chị không cần phải đọc tên. Các anh chị chỉ đọc luôn cái nội dung thôi. Nghe các anh chị. Ví dụ, Hi, Barbara. Hi, Bob. It's my birthday today. Oh, yes. Your birthday. Happy birthday, Barbara. Ví dụ vậy, nghe các anh chị. Thì chúng ta sẽ chỉ đọc và không cần đọc Bob và Barbara gì hết. Right? Trừ khi cái tên đó nó nằm trong phần nội dung. Vậy thì đối với phần nội dung này, các anh chị với cô cùng nhìn qua. Nguyên tắc khen các anh chị về mặt cô sẽ tô màu vàng. Tại vì đây chính là cái âm tiết mà chúng ta vừa mới học và chúng ta đang hướng đến luyện tập trong cái conversation này. Right. Thứ hai, cô sẽ có gạch dưới như thế này. Thì có nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ đọc nói qua. Ví dụ cô nói chỗ này các anh chị đọc là butterflies. Các anh chị đọc on, đọc it. Đọc như vậy nó không đọc được các anh chị mà chúng ta sẽ phải nói qua. Butterflies on it. Nghe nó rất là tự nhiên đúng không các anh chị? Butterflies on it. Còn các anh chị đọc butterflies on it. Rất là khó đọc. Ok. Vậy thì những chỗ cô gạch dưới chính là những chỗ chúng ta sẽ đọc nói qua. Right now. Các anh chị sẽ nghe đọc qua mẫu một lần nha các anh chị. Now listen. Tất cả các conversation này đều trong sách và các cái file cô đã gửi cho các anh chị file nghe hết. Rồi, các anh chị có thể lại 3B. Nhà. Happy birthday. Hi, Barbara. Hi, Bob. It's my birthday today. Oh, yes, your birthday. Happy birthday, Barbara. Thanks, Bob. Somebody gave me this blouse for my birthday. Oh, what a beautiful blouse. It's got blue butterflies on it. Tới đây, các anh chị. Ok, các anh chị có một phút để đọc qua cái conversation này. 1 minute. Right. Các anh chị nào xung phong đọc lại cái conversation này không các anh chị? Ok. Cô sẽ ưu tiên cho những anh chị cô chưa kêu. Right. Ok. No one. Vậy thì các anh chị sẽ nghe cái conversation. Các anh chị sẽ nghe cái conversation này lại một lần nữa nha các anh chị. Ok. Now, one more time. Các anh chị sẽ chú ý những cái chữ sau đây. Các anh chị đi thi thường hay sai? Cô nghe thường đi thi các anh chị đọc không đúng. Chữ đầu tiên, chữ này các anh chị đọc nó là blues, hoặc một số anh chị đọc nó là blues. Nhưng mà âm này về mặt nguyên âm nó sẽ là âm ao, ao. Chị các anh chị sẽ đọc là blouse. Blouse là cái áo không? Cái áo kiểu các anh chị, this blouse. Right? Beautiful blouse. Blue butterflies on it. Là những chỗ chúng ta thường hay sai. Vậy chỗ này các anh chị sẽ nghe lại conversation này một lần nữa trước khi chúng ta qua cặp âm mới. Alright. Ở đây cô thấy ở chỗ anh Tùng Hân mình giơ tay hả anh Hân? Yeah. Ready? Okay. Okay. Rồi. Rồi mình đọc đến Hân. Yeah. Hi Barbara. Hi Bob. It's my birthday today. Oh yes. Your birthday. Happy birthday, Barbara. Thanks, Bob. Somebody gave me this blouse for my birthday. What a beautiful blouse. It got a blue butterflies on it. Okay, butterflies on it. Okay, tốt mấy các anh chị. Mình đọc rất là ổn. Các anh chị đọc rất là tốt. Mặc dù chỗ này mình cái âm này chúng ta sẽ đọc blouse. Nghe các anh chị, blouse. Còn nếu các anh chị đọc blouse không thì nó bị mất cái âm b. Blouse. Nghe các anh chị. Ok, thank you, Barbara. Các anh chị nhớ nha các anh chị. Nhiều khi cái tên nó là cái các anh chị dễ đọc sai nhất. Do là
Bây giờ mình không biết đọc nhấn nó chỗ nào, cho nên ở những cái chỗ tên á, các anh chị có thể in cái file đó ra và các anh chị có thể là phiên âm hoặc là các anh chị đánh dấu là mình nhấn chỗ nào. Barbara, Barbara, các anh chị, Barbara, next one. Ok, chúng ta sẽ qua cặp âm tiếp theo nha các anh chị. Next one. Vậy thì cái cặp âm đầu tiên á, cô với các anh chị mình đọc, mình làm hết sức là chậm, mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta sẽ quen với cái nhịp đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đi nhanh hơn các anh chị ha. Next one. We move to the next one. Âm này, nếu ví dụ như số 10, các anh chị sẽ đọc là 10. Thay vì đôi khi cô vẫn nghe các anh chị đọc là 10, là chữ tờ, đó là của tiếng Việt của mình các anh chị. Chúng ta sẽ đọc là vậy. Đây là một âm vô thanh, các anh chị sẽ không nghe âm thanh mà các anh chị chỉ nghe hơi gió, đúng không các anh chị? Các anh chị chỉ nghe hơi gió, right? Đó là âm vô thanh. Vậy thì âm này vị trí phát âm của nó sẽ như thế nào? Bây giờ các anh chị nhìn nghe chỗ này, cái đầu lưỡi của mình để tạo cái âm này, đầu tiên các anh chị sẽ đặt cái lưỡi của mình phía sau răng trên. Vậy thì cái phần đầu lưỡi các anh chị sẽ đặt phía sau này các anh chị. Nó chạm vào trên. Right? Sau đó các anh chị sẽ đẩy cái luồng khí ra ngoài miệng. Và nhanh chóng các anh chị hạ cái gì? Quickly move the tip, hạ cái đầu lưỡi của mình ra khỏi cái răng. Các anh chị hạ đầu lưỡi của mình xuống. Đây, hạ xuống để đẩy cái âm ra. Được không các anh chị? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thực hành nha các anh chị. Now listen. Unit 25. T. Table. 1A. T. 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 1B. What? Forget. Doesn't. Breakfast. Minute. Minutes. Right. It's bây giờ cô với các chị chúng ta sẽ cùng theo dõi cái khẩu hình miệng chính xác của cái cô dạy phát âm này ha các anh chị ha. This is right. A voiceless consonant. Các anh chị có thể nhìn theo you kiểu ngang. At the right. Beginning of the word ten. Cho nó dễ. In the middle of the word button, at the end of the word get, and at the beginning and end of the word tight. In English, we make this sound with the tongue behind the teeth here. Now let's try. Listen and repeat after me. Tin. Button. Get. Tight. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái từ của mình hen các anh chị ha. Chúng ta sẽ quay trở lại phần luyện tập của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc các cái từ sau đây. To. Send. Heart. Right, train, trunk. Ok, right now. Các anh chị để ý nha các anh chị. Nếu các anh chị thật sự muốn đọc hay, đọc đúng thì những cái âm đuôi này chúng ta phải có nha các anh chị. Right, chúng ta phải có cái âm đuôi. Khi nó tận cùng là chữ E hay trong tiếng Anh chúng ta gọi là chữ Y thì các anh chị coi như là nó đứng ở cuối cùng là coi như nó không được đọc đến. Chúng ta có thể gọi nó là một âm câm nha các anh chị. Vậy thì chỗ này chúng ta được xem như là nó kết thúc bằng chữ T. Cho nên các anh chị sẽ đọc là right, right, right. Đấy các anh chị. Các anh chị sẽ có cái bật hơi. Right? Ok. Right now. Listen and repeat. Bây giờ các anh chị sẽ nghe và lặp lại. Two A. Two. Sent. Cart. Right. Train.
trunk. Right, trunk. Và ở đây thì những cái câu đi kèm á các anh chị, tí xíu nữa cô sẽ qua cái phần phân tích âm thì chúng ta sẽ gặp lại những câu đi kèm này thì chúng ta phân tích một lượt các anh chị. Rồi, như vậy thì đối với âm này các anh chị nhớ nha các anh chị, âm này nó hết sức rồi. Nó nếu mà các anh chị đọc nó hơi trọn thiếu theo kiểu tiếng Việt thì nghe nó sẽ rất là kỳ liền các anh chị. Các anh chị nhớ vị trí lưỡi, các anh chị thực hành lưỡi ở phía sau. Các anh chị hạ vòng họng và kéo lưỡi xuống. Right. Vậy thì nó sẽ ra cái âm mà chúng ta đang cần các anh chị. Vậy thì âm này các anh chị thực hành thấy ổn không các anh chị? This is okay. Right. Chúng ta sẽ đi kèm cái âm đó với một âm nữa. Và chúng ta sẽ thực hành một lúc. Đây chính là âm D, 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 D. Ok, vậy thì chỗ này các anh chị, difficult. Ok, Miss Ngân, đây là những âm dễ nhất trong cái 24 nguyên phụ âm của mình rồi đó Miss. Những âm về sau, cấu hình miệng và lưỡi của chúng ta vô cùng phức tạp. Tại vì nếu các anh chị thấy dễ là cô sẽ cảm thấy rất là happy. Tại vì các anh chị đang rất là chú trọng, rất là chăm chú và các anh chị đang cố gắng thực hiện cho được. Cho nên các anh chị cảm thấy nó khó. Còn bình thường chúng ta không học phụ âm á các anh chị. Khi chúng ta phát âm thường chúng ta sẽ có cái khuynh hướng là các anh chị nghe người ta phát âm như thế nào thì mình dùng cái kỹ năng của mình để mình tập giống như vậy. Như vậy thì cái khả năng sai của mình nó rất là cao. Lý do là mình tập giống như vậy nhưng cái vị trí răng môi lưỡi của mình nó sẽ không để đúng vị trí chính xác thì nghe nó na ná nhưng nhưng mà thật sự nó không giống nha các anh chị ha. Nó thật sự nó không giống. Cho nên là hy vọng là nếu các anh chị nào mà chúng ta không quá bận thì các anh chị sẽ cố gắng chúng ta dành thời gian để chúng ta học cái học phần pronunciation. Tại vì nó sẽ là cái nền để cho các anh chị đọc tốt tất cả những cái phần mà liên quan đến nghe nói sau này. Right. Và thật những anh chị mà có nhu cầu giao tiếp thực sự thì bắt buộc cái phát âm này các anh chị phải nắm được thì chúng ta mới đọc chính xác được các anh chị. Right. Bây giờ chỗ này nói về chữ d, d. Đây là một cặp âm với chữ t, t. Vậy thì chữ d đây là một cái phụ âm hữu thanh. Các anh chị, nếu như âm t chúng ta vừa học xong là âm vô thanh thì âm này chính là âm hữu thanh. Và nó sẽ xuất hiện trong những cái từ mà có chứa cái chữ d luôn các anh chị, có chứa chữ r luôn. Các anh chị sẽ đọc là cold, dark, and, tired, and, read, good. Right. Nếu như bình thường chúng ta thì chúng ta hay đọc bị mất âm kiểu gì các anh chị? Cold, tired. Right. Và chúng ta đọc and, read. Tới đó là chúng ta đang đọc các anh chị. Và chúng ta thường chúng ta sẽ bị mất cái âm final sound cho nên mình nghe nó không có được hay lắm. Rồi. Right. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái cấu hình phát âm nhé các anh chị. Chúng ta sẽ có cái âm t. Các anh chị để lưỡi như thế nào thì âm d. Các anh chị sẽ để lưỡi giống như vậy. Có nghĩa là phần đầu của các anh chị, phần đầu lưỡi nó sẽ chạm vòng trên. Phía sau răng trên. D, d. Nó chỉ khác nhau là bây giờ các anh chị sử dụng cái dây thanh âm để tạo âm. D, d. Right? Ok. Right now, listen. Bây giờ các anh chị sẽ nghe thử nha. Unit 26. D. Door. 1A. T. 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 1B. D. 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 1C. One D. Good. Food. Goodbye. Friend. Child. Bird. Birds. Okay, right now, các anh chị sẽ xem cái phần so sánh âm giữa hai âm này, các anh chị. Chúng ta sẽ tiếp tục cái video lúc nãy.
Now, you may find it difficult to hear the difference between this voiceless sound that you can hear at the beginning of the word tin and its voiceless partner that you can hear at the beginning of the word din. Listen carefully to hear the difference. For each example, I shall say the word with the voiceless sound first. Tin, din, two, do, town, down, eight, aid, bet, bed. Did you hear the difference? Perhaps you can also see the difference. Watch this. Tin, din. Did you notice how the puff of air at the beginning of tin makes the paper move? Watch. Tin, din. Now let's practice these examples. Listen carefully and repeat. Tin, din, two, do, town, down, eight, aid, bet. Okay, chúng ta sẽ qua cái cặp âm thứ hai trong đề thi của chúng ta, hẹn các anh chị. Rồi, chúng ta sẽ so sánh giữa âm D. Next one. Now listen. Cô sẽ đọc qua một lượt, sau đó các anh chị có một phút thực hành và chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa, hẹn các anh chị để chỉnh sửa. Now listen. T, to, d, do, sent, send, cart, card, write, ride, train, drain, drunk, drunk. Có hai cặp cuối thì hơi khó hẹn các anh chị. D, r, nó sẽ đọc nhanh qua là thành là drunk, drunk, drunk. Và bên kia các anh chị đọc nó là chữ drunk, drunk. Right. Okay, you have 1 minute. Các anh chị có 1 phút để các anh chị đọc qua trước khi chúng ta nghe và lặp lại. Two A. Okay, now listen and repeat. Các anh chị nghe và lặp lại. To, do, sent, send, cart, card, write, ride, train, drain, trunk, drunk. Okay, right now, chúng ta sẽ nhìn những cái câu đi kèm nha các anh chị. Đây, các anh chị thấy cái câu you too nó không phải là câu hỏi, đúng không các anh chị? Câu hỏi thì nó sẽ phải bắt đầu bằng từ để hỏi. Are you we day? Các anh chị sẽ có, sorry, cái từ để hỏi là từ động từ to be thì chúng ta sẽ là are. Các anh chị thì nó sẽ đi động từ to be là I am, er, hoặc là những cái trợ động từ do, the, did, câu hỏi yes, no. Hoặc là câu hỏi để lấy thông tin thì nó sẽ bắt đầu bằng who, what, where, when, why chẳng hạn. Còn đây không phải câu hỏi. Tuy nhiên các anh chị vẫn thấy nó có dấu chấm hỏi. Có nghĩa là người ta muốn xác nhận lại thông tin. Thì một cái câu nói bình thường người ta sẽ lên giọng ở cuối câu để người ta muốn xác nhận thông tin lại. Nhưng các anh chị, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ lên giọng nha các anh chị. Các anh chị sẽ đọc là to, do, you to, you do, right. Sent, send, you send.
You send the emails. Này, ở đây như vậy, chỗ này các anh chị có hai từ cho nên chúng ta nhấn cả hai nha các anh chị. Next one, you sent, động từ sent, chúng ta sẽ đọc rõ, nhớ phát âm you sent. Emails, có chữ S nha các anh chị, emails. Send, emails. Các anh chị lên giọng và đọc rõ danh từ, động từ. Is, câu này là câu hỏi yes, no, thì nó cũng sẽ lên giọng ở cuối câu. Is the red cart hers? Vậy chúng ta có red cart hers là ba từ chúng ta cần phải đọc rõ. Is the red cart hers? Các anh chị có thể đọc. Nếu các anh chị chưa quen thì chúng ta đọc chậm lại một nhịp thế các anh chị để chúng ta đọc rõ hơn. Can't he write well? Write well. Vậy thì chỗ này các anh chị sẽ đọc động từ và trạng từ, các anh chị đọc rõ, lên giọng. Can he ride well? Ride, d. Các anh chị sẽ nghe cô đọc âm d. Ride well. Next one. Does this train smell? Train smells. Các anh chị sẽ lên giọng ở cuối câu và nhấn. Train, d, rain, đấy các anh chị. Nhưng khi cô đọc nó qua, d. Dream, giống như chữ dream của mình là giấc mơ, các anh chị chúng ta không đọc dream thì nó bị mất cái âm d, cho nên khi đọc nó là sẽ là dream và nó sẽ khác với chữ dream, đúng không các anh chị? This one, train thì nó sẽ khác với chữ rain là mưa, ok? Train và rain different. Train smells. Next one, is there, chúng ta có there, trunk outside, nhớ nghe các anh chị, there a trunk có nghĩa là người nhậu say xỉn đó các anh chị, trunk outside. Ok, ở đây chúng ta sẽ không có, ở đây chúng ta không có phần nói âm, chúng ta chỉ có phần nhấn âm và các anh chị nghe và lặp lại giúp cô. Now listen and repeat. To see. You do. You send the emails. Is the red cart hers? Is the red card hers? Can he write well? Can he ride well? Does this train smell? Does this drain smell? Is there a trunk outside? Is there a drunk outside? Okay. Có anh chị nào mình xung phong mình đọc lại cái cặp âm này không các anh chị? Thế cô sẽ mời một anh chị ha, các anh chị nào mình xung phong mình cứ giơ tay ha các anh chị. Someone. Hay nếu anh chị nào mình sẵn sàng thì mình cứ giơ tay ha. Ok, vậy thì cô sẽ chia sẻ, không có anh chị nào giơ tay vậy cô sẽ chia sẻ cái đề của mình nha các anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua, đây chính là nằm trong cái đề thi số 2 của các anh chị và đây chính là cặp âm đầu tiên. Thì có sẽ theo hàng ngang như thế này ha các anh chị. Và sau khi các anh chị đọc xong cái cặp part 1 thì chúng ta sẽ qua part 2 có vài câu ngắn đi kèm như thế này. Right. Như vậy thì trong part 2 này các anh chị thấy chúng ta sẽ tập trung vào âm d ha các anh chị. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tập trung vào âm d. Có những chữ hello, this is. Ở đây các anh chị đọc 228A2228 cũng được. Hoặc các anh chị đọc theo kiểu cặp đôi đó các anh chị. Double two, double eight. Right. Ví dụ các anh chị đọc theo cặp thì chúng ta có thể đọc như vậy. Rồi chúng ta sẽ tập trung vào những cái âm. Đó chính là cái âm d, darling, did,
did. Right, dude. Okay, các anh chị có Daisy, darling. You forgot your date, didn't you? Well, it's rained. Chỗ này nha các anh chị cũng sẽ đọc nó là âm d. Rained, rained. Luật phát âm ed hết các anh chị. Khi ed tận cùng nó là âm mũi âm n thì nó sẽ được phát âm là âm d. Vậy chỗ này cô đọc là rained, rained. Tiếp theo các anh chị có and. Chúng ta có had, bad, cold và decided. Hẹn các anh chị chỗ này chúng ta đọc là decided. Rồi, đến đó hết. Ok. Bây giờ các anh chị sẽ nhìn, các anh chị sẽ nghe qua một lượt nha các anh chị. Sau đó cô sẽ cho các anh chị một phút thực hành. Now listen. 3B, a damaged telephone line. Hello, this is 22882228. Hello, Daisy. This is David. Oh, hi, darling. What did you do yesterday, Daisy? You forgot our date, didn't you? Well, it rained all day, David, and I had a bad cold, so I decided to stay at home. Did you? I phoned 20 times and nobody answered. Okay. Cô cắt phần sau các anh chị, còn nếu các anh chị có thời gian, các anh chị vui lòng mở file sách và file nghe cô gửi, các anh chị nghe thêm một khúc nữa để chúng ta luyện thêm. Ok, you have 1 minute to read. Các anh chị có 1 phút để đọc thử. 1 minute. Ok, right now. Các anh chị nào mình xung phong mình đọc lại cái conversation này không các anh chị? Who can? Just raise your hand if you are ready. Ok, cô mời ở Miss Đỗ Quỳnh Như Ý. Hello, teachers. Hi, Miss Ý. Yes. Hello, this is 22882228. Hello, Daisy. This is David. Oh, hi, darling. What did you do yesterday, Daisy? You forgot our date, didn't you? Well, it rained today, David. I had a bad cold, so I decided to stay at home. Okay, yeah. Thank you, Miss Như Ý. Cô thấy ngay chỗ chữ date này mình đọc được cái âm đuôi âm t rất là tốt. Và những cái âm trên đây chúng ta đọc âm d cũng rất là chính xác. Nếu chỗ này Miss Ý đọc chậm tí xíu thì chúng ta sẽ có cái âm đuôi. Do mình đọc nhanh á, cho nên có những chỗ này chúng ta bị mất cái final sound. Mặc dù mình đọc cái âm đuôi rất là tốt. Right. Nhưng mà mình có thể luyện thêm từ từ ha, Miss. Ok, thank you, Miss. It's good. Rồi, các anh chị sẽ nghe lại một lần nữa nha. Các anh chị, one more time, listen. 2228. Hello, Daisy. This is David. Oh, okay, hi. Again. Hello, this is 22882228. Hello, Daisy. This is David. Oh, hi, darling. What did you do yesterday, Daisy? You forgot our date, didn't you? Well, it rained all day, David, and I had a bad cold, so I decided to stay at home. Okay. Tới đó hay các anh chị. Rồi, ở nhà các anh chị vui lòng, các anh chị luyện tập thêm giúp cô nha các anh chị. Rồi, cô với các anh chị chúng ta cùng qua một cặp âm cuối nha các anh chị ha, cặp âm cuối cùng. Rồi, các anh chị ơi, cô có nghe là ở chỗ chị, ở chỗ Miss, ở chỗ lớp trưởng á, có nói là thường thì các anh chị sẽ bắt đầu lúc 6 giờ.
30 và các anh chị kết thúc lúc 20 giờ đúng không các anh chị? À, cô cũng cố gắng là kết thúc sớm cho các anh chị, tuy nhiên có thể trễ 5-10 phút, các anh chị thông cảm nha các anh chị ha. Do là bài của mình hơi dài, các anh chị thông cảm giúp cô nha. Right. Okay, next one. We studied the next sound. You see? Right. Âm này các anh chị nó giống như chữ khờ, các anh chị giống như chữ khờ của tiếng Việt đúng không? Các anh chị gần giống như vậy. Rồi, bây giờ âm k nó sẽ là nằm trong các cái chữ sau đây. Key, couple, caramel, cookie, cunt, chocolate, Kate. Sorry, cake. Like, cake, allergic, chocolate, right? Như vậy thì âm này, nó có thể là chữ C, cũng có thể nó là chữ K. Nha các anh chị, như vậy thì trong câu á, đôi khi cái chữ C nó lại được phát âm là âm K. Vậy thì làm sao chúng ta biết? Tra từ điển các anh chị nha. Chỉ có tra từ điển là chính xác nhất. Thì các anh chị thấy trong từ điển, trong cái phiên âm sẹt sẹt xuống, nó có âm K. Thì chúng ta sẽ đọc chữ C này chính là âm K. Các anh chị, vậy thì cái âm này đọc nó hơi bị đau cổ quá các anh chị. Lý do là cái âm này, để tạo ra cái âm này, đầu tiên các anh chị phải chạm phía sau của cái vòm họng bằng phía sau lưỡi, nghĩa là cái đuôi lưỡi nó, cái vị trí phát âm nó ngay đây nha các anh chị, nó không nằm ở phần đầu nữa mà nó nằm ở trong đây. Rồi, cái đuôi lưỡi chạm vào vòm trên các anh chị. Sau đó các anh chị hạ cái đuôi lưỡi xuống và các anh chị đẩy luồng khí ra. Các anh chị nghe không các anh chị? Các anh chị sẽ không thấy cái lưỡi do là cô rút cái lưỡi về bên trong để cái đuôi lưỡi nó có thể chạm vòm trên. Ok, hẹn các anh chị. Cho nên cái phần đầu lưỡi mình sẽ không thấy được. Rồi, bây giờ các anh chị sẽ nghe thử nha. Now listen. Vậy thì các anh chị thử kéo nha, các anh chị kéo cái đuôi lưỡi vào, chạm vào cái bên trong của phía sau của vòm họng. Unit 27. K. Key. 1A. K. 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 1B. Make. Music. Look. Book. Like, likes. Right. Chỗ này các anh chị, người ta vừa đọc những cái từ sau. Bây giờ các anh chị, chúng ta sẽ theo dõi một cái video nha các anh chị. Chúng ta sẽ theo dõi một cái video của cái cô làm mẫu. This is a voiceless consonant. You can hear it at the beginning of the word came, in the middle of the word lucky, at the end of the word sick, and at the beginning and end of the word clock. Now you try. Listen and repeat after me. Came. Lucky. Sick. Clock. Okay. Right now, feedback to the sound. Right, bây giờ cô với các anh chị chúng ta cùng thực hành thử nha các anh chị. Chúng ta sẽ có 5 từ thôi. Âm đầu chúng ta sẽ đọc là cho cái, đối với cái phần âm này, cô thấy các anh chị phát âm âm k lại rất là dễ, nhưng các anh chị lại sai cái nguyên âm á các anh chị. Có những cái nguyên âm các anh chị sẽ đọc nó hơi khó. Rồi, ở đây chúng ta nhớ, lúc nãy chúng ta vừa học hai cái âm vô thanh mà bật hơi. Vậy thì chỗ này các anh chị cũng sẽ phải phát âm nó nha các anh chị. Coat. 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 Tiếp theo, âm này là âm r, cho nên cái lưỡi mình hơi, cái lưỡi hơi cong lên tí xíu. R. Curl. 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 Nha các anh chị. Curl. Curl. Next one. Cái chữ C này các anh chị chúng ta phải âm là âm k, cho nên các anh chị sẽ nghe là glass, nói vào
Has. Has. Mát tai nha các anh chị. Nếu các anh chị đọc lát, lát là cái tai mình nó không có mát là coi như mình bị mất cái âm đọc. Has. Has. Next one. Khi nó đứng ở cuối nha các anh chị. Back. 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 Có âm k ở cuối cùng nha các anh chị. Right. Crowing. K. Chỗ này nha các anh chị. Chữ C chỗ này các anh chị sẽ đọc nó là k. Crowing. 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 Right. Now, listen and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Two A. Coat. Curl. Class. Back. Crowing. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi qua cái một cái âm. À, những cái từ đi kèm chúng ta sẽ phân tích đi kèm với âm tiếp theo. Chúng ta có âm. À, âm đi đôi với nó. Nãy giờ các anh chị có rút ra một kinh nghiệm không các anh chị? Những cái cặp âm mà người ta xếp đi với nhau thì về mặt phát âm vị trí lưỡi nó sẽ giống nhau, vị trí phát âm khác giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chỗ đó là gì các anh chị? Nãy giờ các anh chị có phát hiện ra không các anh chị? Nó chỉ khác nhau một chỗ là một âm sao các anh chị? Là âm. Một âm là âm. One is. Một âm là âm vô thanh, một âm là âm hữu thanh, chính xác ha Miss ha. Right, thank you. Rồi như vậy nếu như hồi nãy âm là cái âm vô thanh thì bây giờ các anh chị vị trí phát âm giống như vậy nhưng chúng ta sử dụng dây thanh âm và chúng ta sẽ đọc là g g g. Đúng các anh chị? G g g g. Right. Các anh chị thấy cái miệng phía trước cô giữ cô không có sử dụng các cái bộ phận phát âm ở phần ở phía ngoài. G g. Và cô đang sử dụng cái đó ở trong đây mình gọi các anh chị ha. Rồi, các anh chị sẽ để cái đuôi lưỡi chạm vào cái vòm họng phía sau giống như vị trí của âm k. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ dùng dây thanh âm và các anh chị sẽ cảm thấy cái độ rung. G, 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 g. Các anh chị. Right. Right now, chúng ta sẽ có chữ g trong những chữ sau đây. Go, get. Grocery, go, nutmeg, jerk skin, yogurt, get, sugar, egg, garlic, fig, good, right. Như vậy nó thì thường nó chính là nó luôn nha các anh chị. Trong một số trường hợp chữ g nó đi với chữ h thì chúng ta vẫn đọc nó là g, right. Bây giờ các anh chị sẽ nghe qua cái phần phát âm nha các anh chị. Now listen. Unit 28. G. Girl. 1A. K. 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 1B. G. 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 1C. K. G. K. G. One D. Big. Bag. Fig. Figs. Egg. Eggs. Example. Nutmeg. Rồi bây giờ cô với các anh chị cùng theo dõi cái phần người ta phát âm mẫu cái phần so sánh giữa hai âm này hẹn các anh chị âm hữu thanh và âm vô thanh. Now listen. Now, it may be difficult to hear the difference between this voiceless sound that you hear at the beginning of the word came and its voiced partner that you hear at the beginning of the word game. Listen carefully to hear the difference. For each example, I shall say the word with the voiceless sound first. Came, game, back, bag, cage, gauge, calories, galleries.
Now, if you can't hear the difference, you might be able to see the difference. Watch. Came, game, came, game. In English, we say the voiceless sound with a puff of air. Look. Came. Now let's practice. Listen to the examples and repeat after me. Came. Game. Back. Bag. Cage. Gauge. Calories. Galleries. Okay. Ok, cô với các anh chị chúng ta cùng đi qua cái phần cặp âm tiếp, cái phần cặp âm, các anh chị luyện tập phần cặp âm. Great, now, we house out number one, k, number two, g, right, g. Next one, we have coat, goat. Các anh chị nhớ có âm t ở phía sau. Is, chỗ này, các anh chị sẽ nói âm, is a hairy coat. Chúng ta sẽ nhấn hairy âm đầu tiên, coat. Is a hairy goat. Các anh chị cũng sẽ tương tự như vậy, các anh chị. Chúng ta sẽ tương ứng như vậy, chúng ta sẽ nhấn hairy goat. He's got a lovely coat. Như vậy các anh chị có động từ chính, chúng ta sẽ nhấn lovely, nhấn âm đầu tiên. Và chữ coat. Các anh chị sẽ nhấn he's got a lovely girl. Như vậy các anh chị sẽ có lovely và girl. Các anh chị sẽ nhập rõ. Next one. Is a, chỗ này chúng ta sẽ đọc nói qua. Is a brilliant class. Chỗ này các anh chị class. Is a brilliant class. Chỗ này các anh chị nhớ có âm k. Chỗ này ha. Vậy thì brilliant, các anh chị nhấn âm tiết đầu tiên, class. Chúng ta đọc rõ, chậm để có âm phía trước nha các anh chị. Is, chỗ này chúng ta đọc nói qua tương tự. Và brilliant glass, glass. Các anh chị sẽ nghe là cái hơi nó không có hơi ra. Glass, brilliant glass. Ok, next one. She got, chỗ này các anh chị cũng sẽ nhấn động từ chính got, strong back. Vậy thì chúng ta có tính từ danh từ nhấn she's got a strong bag, bag. Các anh chị có âm bag. Cô tại vì đọc thẻ tự nhiên hơn các anh chị, còn cô đọc rõ là để cho các anh chị nghe. Is growing, growing, có âm k nhưng các anh chị chữ c này chính là growing. Chúng ta sẽ nhấn âm tiết đầu tiên và is growing, growing. Nhắn các anh chị nghe nó sẽ không có cái hơi đi ra, growing. Okay, right. Now listen and repeat. Nghe và mình lặp lại nha các anh chị. 2A. Coat, goat, curl, girl, class, glass, back, bag, crow, grow. Now listen to the sentences. Các anh chị sẽ nghe những câu đi kèm. Two A. Two C. It's a. Two A. Coat. Curl. Ok, sorry các anh chị, cô bật nhầm cái file. Now this one. 14.
Yes. 2C. It's a hairy coat. It's a hairy goat. He's got a lovely curl. He's got a lovely girl. It's a brilliant class. It's a brilliant glass. She's got a strong back. She's got a strong bag. It's crowing. It's growing. Ok, các anh chị có một phút để các anh chị đọc qua hắn các anh chị ha. Và anh chị nè, có anh chị nào sẵn sàng á? Các anh chị giơ tay lên, cô mời các anh chị đọc thử nha các anh chị. If you are ready, just raise your hand. Ôi cô, cho em hỏi tí ạ. Trời, mình hỏi đi ha, cho anh Lâm. Cô ơi cô, cho em hỏi bây giờ cô cho nhiều cái file mà file MP3 nhiều quá nên không biết cái file nào là của cái giống như là những chẳng hạn như là của từ của right. Cái phần nào cô có thể cô nốt lại dùng bọn em nữa không ạ? Tại vì em tìm cho em muốn học lại thì cũng khó. À, cái file sách như thế này ha các anh chị ha. Này các anh chị, cô thấy các anh chị thấy cô mở file sách không? Ở đây nó ghi là C14. Các anh chị ha, C14. Thì cái C14 này các anh chị mở ra cái file của cô gửi cho các anh chị, nó sẽ có cái folder BCD. Thì các anh chị mở ngay cái folder C và mục 14 thì nó sẽ ra bài này. Nha các anh chị, thì nó sẽ ra bài này. Rồi, nó rất dễ các anh chị. Có thể có một số chỗ nó bị mờ mã quá như thế này các anh chị. Ví dụ như chữ C13 ngay chỗ này. À, cái chỗ này phát âm á, cái file nghe này sẽ là C13. Tuy nhiên các anh chị nhìn chỗ này mờ, không được. Vậy do là cái trang sách nó scan á, các anh chị nó bị mờ. Vậy các anh chị có thể vui lòng, các anh chị kéo lên phía trên. Các anh chị thấy chỗ này nó kết thúc là C12. Vậy thì cái file nghe tiếp theo của nó ở đây sẽ là C13. Vậy các anh chị sẽ mở cái folder file nghe ra mục C và chọn ngay chỗ 13. Thì nó sẽ nghe ra ngay cái bài này. Được không các anh chị? Đấy. Ok, vậy có anh chị nào chúng ta có ngay cái chỗ này các anh chị? Có cho anh chị nào mình xung phong mình đọc thử không các anh chị? Ok, nếu như mà sorry các anh chị là nếu như mà cô rảnh, cô có thời gian nếu cô chấm thi xong sớm, cô có thời gian thì thôi, để cô cuối khoảng cuối tuần cô note lại cho các anh chị cái file chi tiết các anh chị. Còn nếu không thì các anh chị cứ mở ra trang sách để có nhiều bài luyện tập hơn, các anh chị có thể xem thử giúp cô ha. Cô mời Miss Huỳnh Ngọc Hân. Dạ. Hello teacher. Em đọc. Hi Mr. Hân. Oh sorry, hi Miss Hân. Dạ. Rồi mình đọc đi ha Miss. Coat. Gold. It's a hairy coat. It's a hairy coat. He got a lovely coat. He got a lovely girl. It's a brilliant lad. It's a brilliant lad. She got a strong back. She got a strong back. It's growing. It's growing. Ok, thank you Miss Hân. Ở đây Miss Hân đọc những cái âm mà khi nó không phải là nó không đứng trước một cái phụ âm khác á, mà nó đứng là hay. Rồi, và cô nghe được mình đọc được cái âm, cái phái nô sao âm t rất rõ. Rồi, tuy nhiên khi mà nó đứng trước cái phụ âm như thế này, ví dụ như class, thì mình bị mất cái chữ k này. Mình có thể luyện thêm ha Miss. Glass, glass, này glass, mình chỗ này mình bị mất cái âm đầu á Miss.
Và cái cặp âm này thì cái đuôi của chúng ta bị mất. Bag, bug. Right. Chúng ta có thể luyện thêm ha. Do là cô thấy mình phát âm đúng. Tuy nhiên là nhiều khi các anh chị mới tập, các anh chị chưa có quen, cái miệng chúng ta chưa có linh hoạt, cho nên thường các anh chị sẽ bị rớt cái âm đầu và âm đuôi. Thì chúng ta sẽ luyện thêm ha các anh chị. Ok, thank you Miss Hân. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, các anh chị chúng ta cùng nhìn qua cái phần đề ha các anh chị. Chúng ta sẽ nhìn qua cái phần đề trước khi chúng ta nghỉ. Đó là chúng ta sẽ có cái test number 2. Sẽ là cặp âm này. Và phía sau chúng ta có vài hàng ngắn ha các anh chị để kiểm tra lại âm. Những âm này cô đã tô vàng. Would you like some cream in your coffee, Mrs. Clark? Các anh chị nhớ khi nó đứng ở cuối cái từ chúng ta phải bật hơi. Clark, Clark. Call me Kate. Âm này là âm t. Nhưng các anh chị, chỗ này nó, các anh chị sẽ đọc là Kate, Kate, Karen. Okay, cream. Kate, thanks, thanks, Karen, but I'd like a little milk, thanks. Would you like some little cream cakes, Kate? Right, các anh chị, bây giờ các anh chị sẽ nghe đọc mẫu qua một lần nữa. Sau khi nghe cô đọc, các anh chị thấy vướng vướng rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ nghe đọc mẫu một lần nữa nha các anh chị. Sau đó các anh chị sẽ luyện, các anh chị sẽ luyện lại. Three B, the cuckoo clock. Would you like some cream in your coffee, Mrs. Clark? Call me Kate, Karen. Okay. Cream, Kate. No thanks, Karen, but I'd like a little milk. Thanks. Would you like some little cream cakes, Kate? Okay, great. Tới đây hết các anh chị. Ok, cô thấy chữ k. Các anh chị nãy giờ làm rất là tốt. Có anh chị nào mình xuống không? Mình đọc lại cái conversation này không các anh chị? Someone? Rồi. Nếu các anh chị không xuống không thì chúng ta sẽ nghe lại lần nữa nha các anh chị. One more time. Like some cream in your coffee, Mrs. Clark? Call me Kate, Karen. Okay. Cream? Kate? No thanks, Karen, but I'd like a little milk. Thanks. Would you like some little cream cakes, Kate? Thanks. Okay, tới đây các anh chị. Alright. Vậy thì chúng ta vừa học qua 6 âm. Vậy thì cô, ở đây cô muốn hỏi ý kiến của các anh chị là nếu các anh chị mình học như vậy, các anh chị có theo kịp không? Nếu không thì bữa sau cô chịu khó, cô sẽ chậm lại và các anh chị sẽ chịu khó học lâu hơn tí xíu. Rồi, chúng ta sẽ đến khoảng 8 giờ rưỡi thì các anh chị sẽ thấy là cái phần học gì nó có ổn chưa các anh chị. Thế okay. Kịp cô ơi, lâu kịp hơn, hết các anh chị. Ok, anh Đạt, mình có ý kiến gì ha anh Đạt? Học lâu lâu cô ơi, học nhanh quá tức không kịp cô ơi. Rồi là chậm hơn ha các anh chị. Ok. Rồi vậy thì chúng ta, nếu mà các anh chị nói là nhanh quá thì ngày mai chúng ta sẽ chậm lại một nhịp nha các anh chị. Ok, các anh chị khác mình có ý kiến gì không các anh chị? Rồi các anh chị có đề xuất gì không các anh chị? Someone else? Rồi. Các anh chị có đề xuất là có anh chị có gặp khó khăn gì khi mà chúng ta học xong cái buổi đầu tiên? Các anh chị có đề xuất gì? Các anh chị có thể đề xuất để cô điều chỉnh để các anh chị có thể học tốt hơn hay các anh chị? Thật ra môn này cô dạy nó, cô dạy thật ra các lớp mà sinh viên thì sẽ dạy nó rất là kỹ, nó rất là nhiều thời gian. Mà các anh chị học như thế này đúng là tốc độ rất là nhanh rồi đó các anh chị. Hơi nhanh, cô nghĩ là hơi nhanh rồi. Ok, nhưng mà tại vì không có thời gian cho nên là bắt buộc cô cũng mong muốn là cô không có bỏ âm nào cho các anh chị hết. 24 âm cô sẽ dạy đầy đủ cho các anh chị. Tại vì có những âm cô sẽ không cho thi, cô có thể bỏ ra khỏi được. Nhưng mà nếu cô không có hướng dẫn thì mai mốt khi các anh chị nhìn cái phiên âm trong đó có một cái âm nào đó mà mình không biết đọc thì nó kỳ lắm.
thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những cái anh chị mà các anh chị thực sự các anh chị muốn đọc đúng cái nguyên âm phiên âm này, cho nên là cô sẽ cố gắng dạy hết 24 âm. Right, any suggestions? Các anh chị có cái đề xuất gì thêm không các anh chị? Ok, nếu các anh chị không có đề xuất gì thêm thì thank you so much for your hard working today. Cảm ơn các anh chị rất nhiều vì hôm nay các anh chị đã học rất là